Mà giờ đây vọng anh phụ tình. Khi chiều buông em đứng bên dòng sông, đò sang bên dân mà nhớ anh thiết trong lòng. Còn đâu đêm trăng ta về chung lối, chỉ còn mình mong nỗi nhớ. Trên bến sông buồn nhớ thương anh, tim cả chào anh Thế Hiển, chào anh. Sao nhìn em vậy? Thấy Phi Nhung hát quá nhập tâm, và cảm thấy là Phi Nhung chắc là đang rất là xúc động khi thể hiện cái bài này. Đầu tiên thì Color Man xin gửi lời cảm ơn Phi Nhung đã nhận lời đến với Dấu Ấn Huyền Thoại. Bây giờ cũng xin cũng tiết lộ với Phi Nhung là trong cái chương trình hôm nay á, dành cho anh Thế Hiển thì anh Thế Hiển có một cái yêu cầu là cái bài Hoàng Hôn Màu Tím và phải được Phi Nhung thể hiện đó, cho nên là phúc. Dạ. Đó cũng là lý do mà hôm nay Phi Nhung có mặt trên sân khấu của Dấu Ấn Huyền Thoại, và thực sự là đây là lần đầu tiên mà mình được ngồi thưởng lãm và được lắng nghe Phi Nhung hát live. Thật sự là hay quá, không nói chậm. Phi Nhung có gì cũng chia sẻ với anh Thế Hiển. Tôi thì tôi phải với tư cách là tác giả, anh xin cảm ơn nghệ sĩ Phi Nhung đã thể hiện ca khúc Hoàng Hôn Màu Tím này bằng tất cả những cảm xúc của mình. Tôi cũng đã theo dõi rất nhiều những nghệ sĩ ở trong nước cũng như ở hải ngoại đã hát ca khúc Hoàng Hôn Màu Tím này của tôi sáng tác. Đặc biệt thì tôi chú ý đến Phi Nhung, bởi vì ngay cả cái giọng hò đầu tiên của Phi Nhung đã là có thể nói là như là rút ruột rút gan người nghe. Bâng khuâng nhớ bạn mà chính chiều rút đau. Và đặc biệt là với ngữ âm của Nam Bộ của Phi Nhung rất là có thể nói là chỉn chu ở những cái cảm xúc luyến láy. Còn đâu đêm trăng ta về chung lối, chỉ còn mình em mênh mông nỗi nhớ. Là những cây rung được đổ hạt cũng rất là tuyệt vời. Tôi có thể nói rằng là rất cảm ơn Phi Nhung đã thể hiện ca khúc Hoàng Hôn Màu Tím, đã nâng tác phẩm của tôi lên. Xin cảm ơn Phi Nhung. Dạ, sáng nay thì Nhung cũng xin nói với lại anh Thế Hiển cũng như là Color Man. Thực sự ra là cái bài Hoàng Hôn Màu Tím của em hát là tại vì em xúc động, là em thật sự ra là em hát nhiều bài của tất cả các nhạc sĩ, nhưng mà em chưa bao giờ em hát mà nhạc sĩ ngồi trước mặt em mà để em hát trên sân khấu như vậy. Mà trong chương trình của anh thì em cũng nói cho anh biết là em rất là run, nhưng mà Em rung đây là tại vì em rất là hạnh phúc khi mà được anh mời em tham gia cái chương trình của anh. Cái bài này á, là thực ra là hồi xưa em ở Mỹ á, thì em lúc đó cũng mới 20 mấy tuổi thôi, mà em không có biết, thực sự em không có hiểu được bài hát về cái nội dung. Thực sự là ở Mỹ nhưng mà họ không có hiểu cái nội dung của người miền Tây, cũng không có biết, tại em người miền Trung á. Thành ra anh Thái Châu là người chọn cái bài này, và anh Thái Châu dạy giống như là nói ra cái câu chuyện nó là như vậy. Nhưng mà khi em thu á, là em cũng còn hồn nhiên lắm. Hoàng hôn màu tím, nhưng mà không phải là mặc cái chiếc áo dài màu tím như vậy đâu. Tóc thì để gọi là sao, quấn lên, rồi mặc cái áo màu đỏ, rồi một cái bông bự này. Tại em cũng mới đi hát, em cũng không biết gì hết. Nó rất là ngây thơ. Thành ra em khi mà em hát cái bài này mà xong rồi em nhớ anh Châu, ảnh nói ra cái câu chuyện, anh vẽ ra một cái câu chuyện như vậy, xong em nhập vô cái câu chuyện đó, nên em vừa hát mà vừa khóc. Em nhớ cái câu chuyện đó, rồi xong em không có ngờ là tự nhiên cái bài đó nó lại được nổi tiếng quá trời ở từ hải ngoại, xong rồi cho tới Việt Nam mình, rồi tới Hà Nội, tới miền Tây luôn. Khi mà em về tới thì ai cũng kêu em hát là Hoàng hôn màu tím. Xong em nói chứ, ủa sao người ta biết Hoàng hôn màu tím ta? Ở Việt Nam mà người ta cũng biết. Tại lúc đó em cũng khòn khờ lắm. Khi mà em nói thật ra là lúc mà em nổi tiếng cái bài Năm 17 tuổi của chú Vinh Sử, thì sau là cái bài Hoàng hôn màu tím của anh. Rồi có hai bài đó thôi mà em đi hát mấy năm trời. Em mua được chiếc xe chỉ có hai bài thôi là em mua được chiếc xe em đi. Mà tới khi em về Việt Nam gần đây em mới được gặp anh. Gần đây em mới được gặp anh. Mà khi em gặp anh, em nghe Thế Hiển thì trong đầu em nghĩ là một chú rất là viết toàn là nhạc dân ca không thôi, giống như chú Thanh Sơn hay chú Vũ Đức Sao Biển là vậy đó, hay là Bắc Sơn. Chứ em không có nghĩ là nhạc sĩ Thế Hiển viết một cái bài hát Hoàng hôn màu tím cho mình. Cho nên rất cảm ơn Phi Nhung đã bày tỏ về cái cảm xúc của mình, về cái thời gian mà bắt đầu mà tập bài Hoàng hôn màu tím để đi biểu diễn. Có thể nói rằng là Hoàng hôn màu tím là tôi viết theo cái chất liệu của Nam Bộ, dựa theo Nam Bộ. Ở các nhạc sĩ của thành phố của Sài Gòn này và của thành phố Hồ Chí Minh thì có chú Bắc Sơn, có anh Vũ Đức Sao Biển, có anh Thanh Sơn, thường là viết cái chất dân ca. Nhưng mà đây là bài hát đầu tiên tôi viết chất dân ca, viết năm 1991, và người hát đầu tiên đó là ở Việt Nam mình là chính là ca sĩ Đình Văn, khi mà trung tâm Rạng Đông dựng cái hoạt cảnh Hoàng hôn màu tím mà Đình Văn đóng cái vai là người nhắc tuồng của một cái vở cải lương đó, mà thương cái cô Đào, nhưng mà ông bầu thì ông đem cô Đào đi mất. Đó là cái cách dựng. Nhưng thực tế cái xuất xứ của bài hát này là tôi viết thay cho mối tình của người thầy của tôi, dạy tôi năm lớp nhất ở Mỹ Tho. Lúc tôi 11 tuổi tôi học năm tỉnh lỵ Mỹ Tho. Thầy của tôi thương một người con gái cùng làng. Lúc đó đi học còn nhỏ, chúng tôi hay nói là ê mày, thầy mình với cô dày nhau á, tôi nhỏ mà. Khi nghỉ hè mà có một câu chuyện nó xảy ra như vậy. Trong lúc đang đi học như thế thì nhà cô ở bên Bến Tre, qua cái từ Mỹ Tho qua Bến Tre đó, nhà cô thì pháo đỏ rượu hồng. Nhưng thầy không làm chú rể. Chiều thầy cứ dắt học trò, rồi thầy đứng bên này sông, nhìn qua bên kia sông với lòng ngậm ngùi. Anh em học trò tôi lúc đó cũng nói là chắc thầy buồn lắm. Giữa hè thì nghe tin thầy lâm bệnh nặng, thầy mất. Chúng tôi cũng đã đưa thầy đến an nghỉ cuối cùng. Và đến khi tôi lớn lên rồi, chứ tôi là người nhạc sĩ sáng tác, tôi nghĩ rằng thầy tôi mất không phải vì bệnh. Thầy tôi mất vì trái tim của thầy đã tan nát. Khi chúng ta đã yêu, chúng ta đã thề thốt với nhau, chúng ta đừng nên bỏ đến những điều thề thốt ấy. Làm sao mà giữ trọn cho nhau thôi. Bởi nếu không giữ lời thề thì sẽ có một người đau khổ, Bài hát này nói về cảm xúc của một người không trọn vẹn được tình yêu. Tất nhiên trong ca khúc thì tôi phải sử dụng tất cả những cái hình ảnh của dòng sông, hình ảnh của hoàng hôn, một nơi mà tôi đã từng chứng kiến thầy tôi buồn. Hoàng hôn màu tím mang một cái ý nghĩa là một cái thông điệp nhắc nhở chúng ta là hãy yêu, hãy cố gắng giữ lấy tình yêu, đừng để trở thành những hoàng hôn, trở thành màu tím. Wow, hay quá à. Tôi vẫn nghĩ là vẫn muôn hòa vẫn có ở miền sông nước của Nam Bộ, có ở dưới miền Tây đó, có một số các cô gái được lấy chồng, cũng nhiều chàng trai buồn lắm chứ, nhiều người chứ. Dạ. Tình yêu lúc nào nó cũng vẫn có, nó vẫn có, nhưng mà nó cũng có sự đau khổ. Dạ. Rất cảm ơn nghệ sĩ Phi Nhung đã trình bày, có thể nói rất tuyệt vời ca khúc này. Rất cảm ơn. Dạ, hôm nay em cũng xin cảm ơn anh rất là nhiều. Nhờ bài hát này mà em mới có cái tên tuổi Phi Nhung ngày hôm nay. Và anh cũng cho em cơ hội để lên vào cái chương trình của anh. Đó là một cái điều là hạnh phúc nhất của một người nghệ sĩ. Em xin chúc cho anh sức khỏe dồi dào và lúc nào cũng phong độ và đẹp trai. Dạ, cảm ơn Phi Nhung hôm nay đã đem đến những cái khoảnh khắc rất là nhiều cảm xúc. Và kính thưa quý vị khán giả, thì Color Man cũng tin chắc rằng là sau khi nghe cái xuất xứ của cái bài hát này, một cái câu chuyện nó rất là cảm động như vậy, thì chắc chắn là sắp tới đây mà Phi Nhung có thể hiện nữa thì mình tin chắc lại còn lấy nước mắt của nhiều triệu khán giả hơn nữa. Cảm ơn Phi Nhung một lần nữa đã đến với Dấu Ấn Huyền Thoại. Em nếu mà em có hát một cái chương trình nào nữa mà hát live thì em nghĩ là em xin phép tác giả cho em bỏ vô những câu cải lương trong cái bài hát này. Nó sẽ... người ca sĩ có thể thể hiện theo cái phong cách của mình. Đó là một sự sáng tạo. Em cứ thêm một cái câu đoạn cải lương cũng hay, bởi vì cái chất này là chất là của Nam Bộ, chất dân ca Nam Bộ rất gần. Cảm ơn Phi Nhung, cứ mạnh dạn nhé. Dạ, em xin cảm ơn.